hôm nay mình làm cái gì anh em vườn cây sạch nữa, nên đang trồng rau muống anh em, hay kia rau muống. Vườn cây sạch người hay trồng cây sạch lách nha. Đó, xe lắp. Xe lắp xe. Đó, xe lắp xe. Đang giờ cả đây cho đó hôm nay theo dệt đây là nguồn dây lan, tốt quá. Hôm nay mới giờ muốn mình chưa cài ra thì bây giờ thả hơn cài quá rồi cài sạch.